Đây là hình ảnh ông Trần Văn Quang ở làng Opet, xã Gia Bích, huyện Gia Rai đang chặt cà phê cùng các loại cây trồng khác ở đường nhường mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án đường liên xã Gia Tô, Gia Bích. Tuyến đường đi qua, gia đình ông tự nguyện hiến gần 750 m vuông đất cùng tường rào 80 m xây gạch và nhiều cây trồng trên đất với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng. Là có mảnh vườn giáp đường của liên thông hóa là 13536 sang xã Gia Bích thì tôi cảm thấy là có lợi và có ích lâu dài tương lai cho con em chúng ta, và có nhờ Đảng, Nhà nước và chính quyền của huyện, chính quyền của xã, chúng tôi nhất trí và quá phấn khởi để liên thông vận chuyển hàng hóa lâm sản chúng ta làm ra đi lại cho nó sạch sẽ và căng trang, tính lâu dài cho con cháu. Gia đình ông Lương Văn Hợp cũng đang dỡ hàng rào lưới B40 cùng chặt bỏ 60 cây cà phê đang thời kỳ thu hoạch. Mặc dù tiết cà phê mới thu hoạch năm thứ 6 đang thời kỳ đỉnh điểm, nhưng gia đình ông hiểu được ý nghĩa khi có con đường đi qua nên tự nguyện hiến để làm đường giao thông. Có Đảng, Nhà nước là tài trợ được con đường cho bà con đi lại, tôi là phá đi 60 cây cà phê ạ. Được biết, dự án đường liên xã Gia Tô, Gia Bích được Ủy ban Nhân dân huyện Gia Rai phê duyệt triển khai thực hiện tại quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2022 với quy mô đường giao thông nông thôn cấp D, tổng chiều dài tuyến 10,31 km, phạm vi thi công trung bình từ tiêm đường vào mỗi bên 4,75 m, tổng mức đầu tư 19,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022-2024. Dự án được đầu tư nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên chỉ đảm bảo kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, không có kinh phí để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bích đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện tổ chức họp tuyên truyền về chủ trương để nhân dân hiểu, đồng thời vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc trên đất để có mặt bằng làm đường. Hiểu được ý nghĩa khi con đường được xây dựng, gần 100 hộ dân có đất xung quanh đã tình nguyện hiến khoảng 1.000 mét vuông đất cùng nhiều cây trồng có giá trị như cà phê, sầu riêng, chôm chôm đang trong thời kỳ thu hoạch. Sau khi có chủ trương của huyện và triển khai làm con đường liên xã Gia Tô Gia Bết, thì về phía xã Gia Bết thì được sự chỉ đạo của đảng ủy, thì ủy ban xã phối hợp với mặt trận như các ngành đoàn thể cũng như các ngành của huyện mời dân họp. Trong hai lần họp thì qua hai lần được các ngành của huyện cũng như là tuyên truyền vận động giải thích thì đa số là bà con đồng tình ủng hộ cao. Thì những nhân tiện đây thì cũng đề nghị là ủy ban huyện là chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai cũng như phòng tài nguyên môi trường làm sao sớm nữa triển khai đi đo đạc cũng như là cấp đổi lại bìa cho dân, nó thuận tiện hơn trong cái công tác triển khai sau này. Là của tôi là có 52 cây cà phê kinh doanh ấy, nhưng mà nhà nước làm thì hiến thì mình được lợi ấy. Tức là cho dân thì đi lại nó thuận tiện, rồi mọi cái vận chuyển là một, thứ hai là đất nó có giá trị lên, thì cái đấy là tôi thống nhất thôi, không có cái gì cả. Thì nhân dịp đây thì cũng bà con cũng đều đồng tình thì nhất trí để mà thi công. Chứ còn bây giờ mà gây khó khăn thì nó cũng trì trệ lại, rồi dân mình cũng đi lại nó khó khăn, nó vất vả sau này. Hai mấy năm rồi ở đây rồi. Với sự chung sức đồng lòng của nhiều hộ dân, dự án đường giao thông liên xã Gia Tô, Gia Bích, huyện Gia Rai được triển khai nhanh chóng sẽ mang lợi ích chung cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.